Nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta cũng đặc biệt là những người vẫn còn ở lại quê nhà. Những người Việt, những người thân yêu của những người Việt Kiều ở tại Mỹ nói riêng, ở nhiều quốc gia nói chung cũng cảm thấy xót xa khi nhận thấy một chia sẻ vô cùng nhạy cảm của một đồng hương khi ở xa trở lại quê nhà, hồi hương. Người ấy nói rằng xin đừng mong chờ những chai rượu Tây, những lọ nước hoa đắt tiền khi người thân mình từ xứ người trở về. Với câu chuyện của người này, người này chia sẻ rằng đã phụ giúp một quán ăn người Việt và nói về cái cảm nhận của mình là thấy được cái cảnh thực sự là cả ngày úp mặt vào lòng chảo nó mệt mỏi ra sao. Với chia sẻ và của cô nói có hôm 9 giờ tối ngồi vào bàn cơm thì khách gọi, phải bỏ đũa làm cho khách rồi chạy đi giao để mà kiếm lấy được vài chục đồng. Những kẻ tha hương mong ngày về quê thăm gia đình và người thân, thế nhưng có một nỗi khổ mang tên là Việt Kiều. Đã ám ảnh họ đôi lúc khiến cho họ trùn chân. Và người này nói dường như là đại diện cho nhiều đồng hương của mình trong cùng cảnh ngộ với mình ở tại đất khách quê người. Và đồng hương các Việt chúng ta và cũng nhiều người đặt câu hỏi phải chăng đây là đội ngũ những người đi lao động hợp tác lao động ở xa nhà chứ không phải là những người định cư hay sao tiếp nối câu chuyện người này nói rằng có hôm đi uống cà phê nhân mùa giáng sinh mùa năm mới năm ngoái thì gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh người này nói mình đến đức để mà sống và làm việc và cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt gọi tách cà phê sữa nóng và trò chuyện cùng vợ chồng của một người bạn một người bạn thực sự cũng chỉ là đáng tuổi em của mình mà thôi vợ chồng của người bạn này sang đức mấy chục năm về trước hai ông bà bươn trải đầu tắt mặt tối với đủ thứ công việc về sau ổn định tài chính thì mở một nhà hàng việt và tôi có nói với người bạn rằng sống ở đức sướng không phải lo ăn ở vì nhà nước có trợ cấp thất nghiệp nghèo khó được có chính sách giáo dục an sinh xã hội không phải ưu đãi nhất châu Âu nhưng những người yếu thế được nhà nước hỗ trợ khá là nhiều nhưng phải biết thêm rằng nhà nước Đức giúp đỡ là một chuyện còn bà con người Việt qua đây ai cũng phải cố gắng làm việc cật lực theo quan sát của cá nhân thì phần đông họ đã mở quán ăn châu Á mở cửa hiệu bán thực phẩm châu Á bán quần áo làm móng tay hay làm thuê những công việc chân tay như là chạy bàn rửa bát đĩa và bản thân cũng phụ giúp một quán ăn người Việt mới hiểu cái cảnh cả ngày đã phải úp mặt vào lòng chảo và làm việc mệt mỏi hởi mùi khói bếp. Có hôm đến 9 giờ tối và ngày nào cũng như ngày đó, thậm chí làm luôn cả ngày thứ Bảy, ngày Chúa Nhật, nhiều gia đình lao động. Ở người Đức bản xứ thì họ đã dẹp tiệm từ ngày thứ sáu có nơi thì đầu giờ chiều tối ngày thứ bảy. Gian nan là thế, nhưng mỗi dịp về quê hương, đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh ổn thỏa thì lại thèm cái cảm giác nhìn thấy hoàn cảnh quê nhà và đặc biệt là những người thân yêu của mình thì những câu chuyện đằng sau đó lại dở khóc dở cười vì nghĩ đến cũng cảm thấy ngại ngần Người này chia sẻ rằng về Việt Nam là phải lo chuyện quà cáp trăm bể Quà to thì tiền đâu mà đủ Mà quà nhỏ thì bị xì sầm chê bai Từ bà con xa đến láng giềng gần Ai nghe Việt kiều Đức về nước Cũng nghĩ là đại gia Vác bao tiền về ăn Chơi và nghỉ ngơi ở quê hương Họ hỏi thẳng những câu hỏi tế nhị Bên đó làm ăn chắc là khá lắm hả Mỗi tháng kiếm được nhiều không Nói cũng đủ sống thôi hay không khá giả là bao có khi họ không tin rồi lại mẻ mai, việc kiểu gì mà than quá có phải là quê ở Quảng Ninh hay không? Thiết nghĩ lắng nghe cảm nhận khi ở xứ người và tin rằng kiều bào cũng như là chính người bản địa, ai cũng phải cố gắng từng ngày từng giờ và thậm chí chấp nhận khổ nhọc hơn là bình thường để kiếm từng đồng tiền lẻ gom góp chắc chiêu để cho cuộc sống khá hơn và thỉnh thoảng vét hết túi tiền tiết kiệm của mình để gửi cho gia đình, người, thân đều cái đỡ phần lam lũ. Một số phản hồi khác thì nói rằng không hẳn nhiên ai cũng như vậy. Bây giờ cuộc sống ở Việt Nam nhiều người cũng không đến nỗi và thậm chí người ta còn sởi lợi mời những bạn bè xa quê hương lâu năm về đi ăn một bữa và cũng không phải trả tiền. Cái quan niệm Việt kiều phải chi trả tất cả khi về nước hay quà cáp dường như nếu nói ở đất miền Nam nay đã quá xưa. Bởi dân miền Nam cũng khá là sởi lợi về đến đây nhiều người còn mời những anh em lâu ngày không gặp ăn chỗ này chỗ kia đến quán gặp nhau ăn uống xong trả vài ba triệu đồng thì cũng không là gì so với những người bây giờ có chăng hoàn cảnh của những đồng hương chúng ta đặc biệt là những người ở mỹ chúng ta khi về quê có thương nhớ đến những anh em thì chúng ta tùy lòng hảo tâm cũng hẳn nhiên không ai đòi hỏi chúng ta vì ai cũng hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ là vậy ai cũng phải cố gắng ai cũng phải làm việc và rồi có thì cho không có thì cũng không ai đòi hỏi bởi đó là tự do của mỗi người và cái tình mới là cái quan trọng đối xử với nhau sống bằng tình thì gắn kết lâu dài còn về mặt hình thức về mặt bề ngoài thì đó chỉ là hình thức vật chất mau qua mà thôi và điều đó cũng chẳng gì đáng trân trọng bởi vì không có vật chất thì con người lại không cư xử được với nhau một cách đàng hoàng tử tế hay sao? Người Việt sống tại Hoa Kỳ khá là quen thuộc với một thương hiệu tương ớt Riracha. Một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới ở tại thị trường tương ớt châu Á cho biết là họ sẽ dự đoán thiếu hụt lớn đối với các tương ớt Riracha. Thật không may chúng tôi có thể xác nhận rằng có sự thiếu hụt chưa từng có đối với các sản phẩm của chúng tôi. Công ty cho biết trong một tuyên bố chúng tôi cần vẫn đang phải nỗ lực để mà giải quyết vấn đề này do mất mùa bất ngờ từ vụ thu hoạch ớt mùa xuân. Mặc dù là ớt liên tục khan hiếm kể từ những ngày đầu của đại dịch, Huy Phong đã cảnh báo vào tháng 4 là tình trạng thiếu ớt thậm chí còn nghiêm trọng hơn đang diễn ra do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến chất lượng của ớt. Tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và sẽ ảnh hưởng bất lợi đến việc sản xuất và bán ra Riracha. Công ty cho biết trong một bức thư vừa qua đối với cho gửi các nhà phân phối. Thông tin từ công ty cho biết họ sẽ không chấp nhận bất kỳ một đơn đặt hàng mới nào được đặt trước tháng 9 và bất kỳ đơn đặt hàng nào được thực hiện trước ngày lao động sẽ được thực hiện vào mùa thu vì họ thiếu hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu đó. Huy Phong khuyên các nhà phân phối không nên hứa bất kỳ một sản phẩm nào với khách hàng trừ khi bạn có sản phẩm đó ở ngay trong kho của mình. Chúng tôi hy vọng một mùa rớt giá bội thu và cảm ơn khách hàng đã kiên nhẫn và tiếp tục hỗ trợ trong thời gian khó khăn này đây là một cảnh báo không chỉ trong lĩnh vực về ngành tương ớt mà nói chung về ngành lương thực thực phẩm đang diễn ra trên toàn thế giới và nhiều chuyên gia dự báo rằng sắp tới đây một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có một quy mô lớn như vậy không chỉ ảnh hưởng trên một quốc gia mà trên diện rộng trên nhiều quốc gia trên toàn thế giới và đây phải chăng là một tiếng chuông cảnh tỉnh để cho từng người đặc biệt là những người mỹ gốc việt chúng ta chúng ta đang sống ở một hợp chủng quốc Hoa Kỳ tưởng rằng không bao giờ thiếu lương thực và cái ăn không phải là nỗi lo của từng người chúng ta khi đặt chân đến đây. Và đây phải chăng là một bài học nhãn tiền khi chúng ta nhìn thấy không bao giờ ai đó có thể hình dung được ở một đất nước hoa kỳ mà lại có sự thiếu về sữa cung cấp cho những trẻ em là đối tượng được ưu tiên ở tại hợp chủng quốc này. Nhưng sự thật nó đã và đang diễn ra và chúng ta thấy đó là một bài học thực sự cho chúng ta. Chúng ta hãy có những bước chuẩn bị cần thiết cho gia đình, cho người thân của chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Trở lại câu chuyện tương ớt việc ngừng sản xuất áp dụng đối với tương ớt đặc trưng của Hy Phong cũng như các sản phẩm Chili Garlic hay là Sambo Oclet của hãng. Racha được tạo ra vào năm 1980 bởi một người nhập cư gốc Việt David Trần đã có mặt trên kệ của các nhà bán lẻ lớn như là Target và World Food và đã trở thành một món ăn yêu thích của nhiều người tiêu dùng kể từ khi ngày thành lập ra mắt của công ty này. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng